Rồi hello anh em, mình đang làm phúc tuyến về forsoft.com. Ngày hôm nay thì mình đổi vị một chút xíu. Bình thường mình hay làm tutorial nhưng mà hôm nay mình thử làm review một lần coi sao. Thì đây trên tay mình đang là một cái hộp A6400 và 6400, các bạn nghe rõ không? 6400 nha. Bình thường chúng ta là 6300, 6500. Thì 6400 liệu nó có phải là một cái cải lùi của Sony hay không? Trong video này chúng ta sẽ biết tới ha. Thì trước khi vào video, nếu như đây là lần đầu các bạn tới với kênh của mình, đừng quên kéo xuống chút xíu, nhấn nút subscribe, nút đăng ký đó, và nhấn nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nhé, để khi mình ra những video mới các bạn sẽ không bỏ lỡ ha. Rồi ok, mình vào thôi. Rồi đầu tiên trên tay cái hộp của mình thực tế là nhìn nó chả khác vẹo gì so với lại 6300 và 6500 cả. Có lẽ là cái chiếc lý thiết kế của thằng 6400 này nó vẫn theo đúng cái đầu số 6000 thôi, chứ không có khác gì. Về ngoại hình cái hộp thì cũng không có gì nói, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ bóc hộp vào ngay luôn đi cho nó nhanh. Rồi đầu tiên chắc chắn là thứ mà ai cũng cầm nhưng mà chẳng ai đọc, cái hướng dẫn sử dụng tất nhiên là cũng sẽ đẹp không thế thôi. Còn đây chỉ cần tập trung vào một cái duy nhất, đó là cái body của chúng ta. Ở trong cái hộp này của mình nhận được thì nó chỉ có cái body thôi, chứ nó không có cái lens kit. Đó, chỉ có body thôi. Và của chúng ta là màu bạc, nhìn khá là sang chảnh, gọi là bạc nhưng thực tế nó trắng trắng thì nó hay hơn. Thì ở đây á, về ngoại hình thực tế nó rất là giống với 6300, đặc biệt là phần tay cầm. Đối với cái 6500 á, đối với cái con quay phim gọi là gì, quay phim quốc dân á, cái máy quay phim quốc dân á, thì cái tay cầm của nó hơi nhô ra, còn như kiểu của này giống y chang là 6300, 6000 á, đó nó giống y chang như nhau. Và ngoại hình đặc biệt không có gì đổi khác cả, nhưng mà tất nhiên là các bạn đọc và các bạn đọc tin tức gần đây á, cũng như là có thể các bạn đã xem những cái video của Sony làm rồi, thì đó, cái đặc biệt của quỷ này là cái này đó, màn hình lật. Nhìn vô một phát các bạn biết ngay được là Sony làm con quỷ này cho anh nào rồi, đúng không? Đúng rồi, cho vlogger đó. Thì về cấu hình máy thì thực tế nếu so sánh với lại 6300 và 6500, thằng quỷ cái 6400 này nó không có nhiều điểm khác biệt. Tuy nhiên cái ưu điểm lớn nhất của mình ở đây các bạn có thể thấy được rõ ràng á, là cái điểm lấy nét của thằng 6400 này nhiều hơn rất nhiều, gần như phủ kín luôn cả cái màn hình của chúng ta. Thêm AI tracking á, nghe Sony quảng cáo vậy mà mình chưa chắc, tí nữa mình sẽ đi bên tổng. Đây mình sẽ chỉ luôn đây cho các bạn thấy. Đó thì các bạn có thể thấy là cái tracking của 6400 nó thông minh, rõ ràng nó thông minh luôn, nó tích hợp AI mà. Thì nó sẽ có ba cái cấp độ để mà nó focus. Thứ nhất là focus vào mắt, thứ hai là focus vào mặt, và nếu như không có hai thằng kia rồi thì nó sẽ focus vào người. Thì nó rất là tiện, tại vì nếu như truyền thống, các bạn có kiểu chủ truyền thống á, là lấy nét trước xong rồi mới bố cục sau, thì đối với cái 6400 này các bạn cứ giơ lên chụp, giơ lên bố cục chụp thôi, hoặc cần lấy nét gì hết á, máy nó lo rồi, thì nó khá là tiện đặc biệt các bạn chụp mẫu á. Tuy nhiên có một cái vấn đề là cái 6400 này thực tế để mà làm á, cho đối với chụp hình nha, thì nó không có khác biệt gì nhiều so với mình đã thử chụp về bằng máy này, cũng như là mình có quan sát thì tổng chụp, cũng như là mình coi những cái thông tin của Sony công bố. Thì ở đây thực tế đối với 6400 nó phù hợp cho việc vấn đề là quay nhiều hơn, như các bạn thể thấy là rõ ràng rồi cái màn hình lật này. Tất nhiên nó hơi cấn một chút xíu, tại vì có cái khi mà để phía sau như vậy á, thì cái phần mà micro hay là cái thiết bị khác á, dành cho dân chuyên nghiệp quay phim á, để lấy các thứ á, còn để đây là cấn rồi. Mình cũng không hiểu tại sao, có lẽ là do vấn đề về bản quyền này nọ đó, thì Sony nó không làm ngang ở phía bên mà nó đưa dọc lên trên, thì cái đó chịu thôi, không biết làm sao được, Sony cho sao chịu thôi. Rồi đó, cho nên á, đối với tính năng rất là ưu tiên cho thằng quay phim như vậy rồi á, thì đối với ở phía trong của thân máy như vậy nó cũng trang bị rất là nhiều những cái nâng cấp, và đặc biệt có một số cái nâng cấp rõ ràng như là cái RAW 5 HDR này, cũng như là S-Log 2, S-Log 3, nó khá là phù hợp cho các bạn quay phim. Tuy nhiên có một cái lấn cấn ở đây á, là nó làm cho quay phim nhưng mà cái chống rung tích hợp thì 6400 lại không có, giống như là 6500. Cho nên nếu như mà gọi là để quay phim mà để chuyên nghiệp hoặc là để bán chuyên nghiệp á, mình nghĩ nếu như vậy thì mình dùng 6500 vẫn ok hơn, khi mà mình có thể sử dụng những cái lens nó không có cần phải chuyên nghiệp quá, cái lens không cần phải có chống rung, tại vì bản thân 6500 có chống rung rồi. Nhưng mà 6400 thì mình lại phải trang bị cái lens nó có chống rung chút xíu thì để nó ổn định hơn cho vấn đề chúng ta quay phim. Rồi
nói qua nói lại như vậy á, thì nói trắng ra cái sóng nhạc tư này phù hợp cho những đối tượng nào? Thứ nhất á, nếu như các bạn là những người chuyên về vlogger, bây giờ nói thẳng ra trong cái thời giai đoạn này á, nếu như bạn nào mà đang muốn một cái máy gọi là quay chuyên nghiệp chút xíu để chúng ta có thể làm vlog up YouTube chẳng hạn vậy, thì budget cái ngân sách nó nằm trong khoảng 20 triệu. Đừng ngần ngại quá gì hết, mua luôn cái sóng nhạc tư đi, tại vì chắc chắn là với công nghệ hỗ trợ của sóng nhạc tư hiện nay là ngon nhất rồi. Nhưng mà nếu như bạn vừa quay mà chủ yếu là chụp không á, thì chỉ khi nào các bạn chụp thường xuyên là các bạn đi du lịch chẳng hạn vậy, đi với người yêu chẳng hạn vậy, thì chúng ta có cái màn hình lật này này, giống như kiểu mình đi chơi với người yêu á, chẳng bao giờ có hình chụp đôi hết á, tại vì mình cứ phải cầm chụp thôi chứ không ai chụp phụ mình cả. Tuy nhiên nếu bất lật màn hình lật như vậy á, giơ lên cái hai đứa cùng chụp sướng đó. Cho nên nếu những bạn nào mà đi thường xuyên đi du lịch và chúng ta không có cần đầu tư quá nhiều về lens, và hoặc là chúng ta muốn tự chụp nhiều hơn á, thì chúng ta có thể mua sóng lens tư được, khá là ok. Còn nếu như các bạn chụp bình thường, chụp chuyên đem đi chụp mẫu hoặc là chụp phóng sự cưới chẳng hạn, và chúng ta cần một cái máy nhỏ gọn, thì mình có lẽ 6.500 hoặc là 6.300 nó phù hợp hơn. Khi mà cái mức giá hiện tại khi ra 6.400 thì 6.300 chắc chắn nó sẽ giảm rất là nhiều. Và cái số tiền mà các bạn bỏ ra mua 6.400 này á, thà các bạn bỏ ra mua 6.300 cộng thêm một con lens xịn hơn chút xíu nữa, lắp vô hình chúng ta nó sẽ ngon hơn. Đó, thì đó là toàn bộ về cái video này. Nếu như các bạn đã từng cầm trên tay trải nghiệm con 6.400 này rồi á, hoặc là các bạn đang ở tương lai á, các bạn cho mình biết thử coi là cái 6.400 này nó chìm hơn hay không ha. Comment video cho mình biết về cảm nhận của bạn về cái con máy 6.400 này. Nếu như các bạn cầm 20 triệu trong tay, các bạn sẽ mua 6.300 hay là 6.400? Comment cho mình biết ha. Rồi, đừng quên like, subscribe và cho mình biết là nhờ xem giúp mình cái video review này nhìn nó có ra cái gì hay không ha. Tại vì mình đang cái cơ hội để mà mình cầm cái máy như vậy nó cũng có tương đối nhiều, cho nên là nếu như để làm review á, mình có thể làm được. Cho nên là nếu các bạn cảm thấy ok, đừng quên cho mình comment phía dưới để mình biết được là mình cần phải cải tiến cái gì ha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào video sau.